đây là cái thông tin thanh toán nè, có tên ngân hàng nè, có số tài khoản ngân hàng nè, đó thì đây là cái thông tin thanh toán của Thành nha mọi người nhé. Hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến, hôm nay là ngày 17 tháng 6 nha mọi người nha. Thì hôm nay là em lại lên cho anh chị em xem, coi như là nó đâu đó nó tầm khoảng 20-30 con trời đất thôi nha mọi người nha, chứ không có than và lửa. Là hàng bên Đắk Nông là bữa nay coi như là rất là khó khăn trong cái vấn đề mà coi như là anh em thợ bẫy mà người ta đi rừng đó, rất là khó khăn luôn. Cho nên là các anh em thợ bẫy thường là người ta sẽ tập trung, người ta đánh những cái dòng trời đất này, do là những cái trời đất này thì nó không có ở trong rừng sâu ha, nó ở phía ngoài, nó sống gần dân của mình đó, có nghĩa là nó ở các cái vườn cà phê đồ này nọ ha, các cái rẫy đồ đó. Cho nên là bữa nay coi như là than lửa rất là khó khăn, thợ đi đánh coi như là không có được đó, chỉ có đi lăn quanh lộn quẩn ở trong các cái vườn cà phê, các cái rẫy đồ này nọ thôi đó. Cho nên là có một ít trời đất thì em sẽ quay cũng như là em sẽ review cho anh chị em xem đó, một số trời đất nha mọi người nhé. Rồi bữa nay em về được 15 con trời đất truyền nha mọi người nhé. Rồi trước khi mà review thì cũng chúc tất cả quý anh chị em ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công trong cái ngày mới. Đây là cái con số 1 nha mọi người nha. Đây con trẻ đất truyền số 1. Đây đó. Rất baby. Đó, cái dòng này rất là baby nha. Con này ô số 1 nha. Đó, trẻ đất truyền ha. Bữa nay là 15 con, đồng giá là 150k một con. Wow, có con nào hot. Mới nghe một con nào nó hot. Rồi đây là cái con ô số 1 nha. Rồi qua này ô số 2 nè. Đó, em sẽ cố gắng em quay nó kỹ kỹ cho anh chị em xem ha, do là biết sao. Đây, đó, những cái con đất này là thường là về hàng là em giao hết trơn nè, đó cho nên là anh chị em yên tâm ha. Đó, cứ chọn đúng cái ô, cái số mà giống như em báo là được ha. Đó, hàng này là tất cả những cái dòng này là em không có bao ship nha mọi người nha. Đó, để em zoom lớn lên cho anh chị em xem, có 150k thôi, đó. Con này nó có cái lông trắng nè, đó, cái lông trắng này cánh nó bị mọc ngược ra nè. Cái này chắc đóng thùng nó bị. Rồi đây là cái con ô số 2 ha. Qua này số 3 nè. Nó tranh thủ quay nhanh nhanh rồi còn đổ sâu nè. Đó. Ngày hôm qua là về bao nhiêu hết bao nhiêu. Rồi, bữa nay lại tiếp tục về được coi như là 15 con nè. Chứ không có nhiều đâu. Con này chỗ cũng khá nhiều nha. Rồi điện thoại. Đó lấy nét là rất đẹp ha. Con này chỗ khá nhiều luôn nè. Đó. Đây là cái con này ô số 3 nha. Ở chỗ khá nhiều. Rồi qua này số 4 nè. Đây. Số 4 này nó có hai cặp lông đuôi nha, nó đang rớt lông nha. Đó nó đang chỗ nè, chỗ nhiều chưa? Đây số 4 nha. Rồi qua này. Số 5 nè. Số 5 baby. Số 5 là baby rồi đó. Úi trời, nó chạy xòe miếng con đất này, con nào cũng vậy. Nó hay xòe ha, cái nết của nó là nó hay xòe. Đó, con này chạy tướng đẹp ha. Đó. Con này ô số 5 nha mọi người nha. Nó thu nhỏ lại như thế này thì anh chị em có thể xem được nó dễ nè. Đó. Con số 5 nha. Đó. Sẽ quay rất là kỹ cho anh chị em. Nhiều khi anh chị em xem xong anh chị em chọn ví dụ chọn số 5, chọn số 10 xong đầu gieo đi con số 5, số 10 cái ủa Thành ơi sao nó không đúng. Là trời ơi. Đây. Con nào nó ra con đó chứ làm sao mà không đúng được. Đây. Chịu khó để ý kỹ cái đặc điểm của nó thôi. Đây con số 6 nè, con số 6 này nó cũng chỗ khá nhiều nè, đó. Nó đang ra con đuôi nha. Đó. Con số 6 nè. Đó, nó chỗ rồi. Nó quay này nó cũng khó lắm nha mọi người nha. Quay những cái dòng chim mà quay là kỹ như thế này cho anh chị em xem nó cũng khó nha, chứ không có đơn giản đâu nha. Đây con số 6 nè. Rồi qua này số 7 nè. Đó, số 7 dạn chưa. Đây. Những cái con dạn này thì nuôi nó sẽ rất là mau nè. Đây số 7 nè. Đó, đẹp chưa. Rất baby luôn nè. Lông đuôi thì thay lông xong rồi nè. Cánh còn ít nè. Đầu thì chưa thay nè. Đó, con này con số 7 nha. Rất là dẹn luôn. Rồi qua này số 8 nè. Số 8 này chỗ nhiều luôn nha. Còn ít lông nữa là xong rồi. Còn ít lông nữa là xong rồi nè. Đây số 8. Đó. Còn ít lông cánh nữa là xong rồi. Còn số 8 nha. Đẹp không? Đó. Còn ít lông cánh chưa thay nữa thôi. Đó lông đuôi là đang ra rồi.
Đây con số 8 nha. Đó. Tướng kìa. Đây số 8. Rồi quả này số 9. Rồi số 9 nguyên cái đầu nó trắng bóc. Đầu cái lông chim chuyền, đầu lông tơ ấy nha mọi người nha. Đã, cái mình của nó thay lông xong rồi nè, nó còn phần đầu nè, đó nhìn nó ngộ chưa. Con này con số 9 nha. Đó, nhìn nó rất là ngộ luôn nha. Con này đẹp lắm, hồi nãy em bắt ra em thấy nó đẹp lắm. Hay để em bắt ra cho anh chị em mình xem. Đây nè, đẹp lắm luôn mọi người. Con này nè. Đâu rồi ta? Đây nè. À, con này con số 9 nè à, nhìn nó đẹp chưa đó, nói cái người nó ra hết rồi nè, chỉ còn cái đầu nó trắng bóc à, đó rất là đẹp luôn. Con này con số 9 nha, đã chưa đó. Rồi tiếp theo con số 10 nè, con số 10 này giống số 9 luôn nè, đã lắm đó, cái đầu nó trắng bóc à, nó mình đen thui. Đây con số 10 nha, đây để em zoom lớn lên cho anh chị em xem nào. Đó thấy chưa, nó ngộ chưa. Ở đây là con số 10 nha, đó nó đang ra đuôi nè mọi người. Rồi đây là 11 nè. Nó chạy đã chưa? Con số 11 chạy đã chưa? Con này cũng rất là baby nha. Đây. Lên cầu quá. Đó, lên cầu rồi. Đó, con này số 11. Đó, rất là baby y như cái con số 9 vậy. Đó. Xòe to ha, con này nè. Đây con số 11 nha. Rồi qua này số 12. Đó, số 12 nè. Đó, từ từ điện thoại nó mới lấy nét lại được mọi người. Đó, chứ mình vừa mới kê vô nó chưa kịp lấy nét. Đây con số 12 nha, nó đang nằm bên này nè. Đó, để lùa lùa nó ra cho anh chị em thấy nè. Mở cửa lên quay luôn nè. Đó, mở cửa lồng lên quay luôn. Đây là con số 12. Đó, đã chưa? Rất là tướng, phải nói rất là mignon luôn. Đẹp. Đẹp không? Đó, số 12 nha. Đó, đóng cửa lại. Bây giờ có chiêu mới rồi, mở cửa lên quay. Đây con số 13 nè. Đây, mở cửa lên quay. Đó. Đây số 13 nha. Ồ cái đuôi nó giật 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 đã chưa? Đó cái mặt kìa. Đó, 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 đó. Đó số 13 nè. Wow, đã chưa? Đó, tướng con nào con đó rất là đẹp luôn. Đó. Đó, số 13 nha. Đói, 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 đói đi thêm sầu. Đói. Sáng giờ. Chưa kịp gỗ sầu nè, chén đang úp hết rồi. Rồi đây số 14 nè, đang úp chén hết rồi. Rồi đây số 14. 14 dạng ha, đó. Rồi qua này số 15 là cuối cùng rồi ha. Đây số 15. Đó, số 15. Nó không chịu nhảy ra, nó đứng chỗ. Đó, đây là cái con số 15 là cái con cuối cùng rồi ha. Rồi, bye bye và xin chào và chúc tất cả quý anh chị em một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an trong cái mới. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong một cái video tiếp theo nha mọi người nhé.